trời. Dài. Gửi đi nhà rồi sao ta? Được không? Hỏi tiền lại. Tiền lại. Của mình và bác đang quay bác ghi âm lại luôn đó nha. Dạ. Của mình đó là do cái cấu trúc ngực của mình hơi thấp xuống dưới. Dạ. Thì bác chỉ nâng lên cái phần mà bầu ngực nó chỉ nâng ngang cái mức bác vẽ đó. Dạ. Thì em mặc áo định quá, khi mà mặc áo đó, nó thở rất là nhiều luôn, nó dạ. thấy được cái bầu ngực ở dưới dạ. nha. Dạ. Chứ không phải là nó sệ. Dạ. Bác đang ghi âm luôn đó nha. Dạ, dạ. Okay. Chị không muốn nó hồi hộp lên đúng không? Dạ. Rồi em lên đây nằm nha, nằm quay đầu ở đây.